Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đánh giá trận động đất kinh hoàng xảy ra tuần trước với tâm chấn ở Thổ Nhĩ Kỳ là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong 100 năm qua tại châu Âu. Vâng, và nhiều người dân sống trong khu vực vừa xảy ra động đất thì đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch. Và điều này thì làm dấy lên lo ngại là các dịch bệnh mới sẽ hình thành và lây lan. Polat, một ngôi làng nằm cách tâm chấn động đất khoảng 100 km về phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Những người sống sót sau thảm họa động đất đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi không có điện cũng như nước sạch để nấu ăn, chứ chưa nói đến vệ sinh cá nhân. Chúng tôi phải ngủ vạ vật cùng 4 gia đình khác do không có đủ lều trong làng, không có chỗ vệ sinh cá nhân, chẳng có cách nào khác. Theo các cơ quan y tế quốc tế, tình trạng thiếu nước sạch sẽ gây ra rủi ro lớn đối với sức khỏe cộng đồng ở khu vực thảm họa. Bên cạnh đó, xác gia súc chết do động đất không được dọn dẹp triệt để cũng là nguồn lây nhiễm dịch bệnh lớn. Xác động vật chết lan liệt khắp nơi, mùi hôi thối nồng đặc. Chúng tôi sợ dịch bệnh sẽ lây lan từ đây và chúng tôi không biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi hỗ trợ. Các cơ quan y tế Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, đó là đảm bảo cho những người sống sót, người vô gia cư không bị nhiễm bệnh. Theo nhiều chuyên gia, các nguồn nước đã có thể bị ô nhiễm khi hệ thống cống ngầm bị hư hại hoàn toàn. Chính vì vậy, nước máy hiện nay là không an toàn để người dân uống hoặc tắm rửa và có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Nhiều người sống sót đang phải ở ngoài trời trong điều kiện khủng khiếp và ngày càng tồi tệ. Nguồn cung nước, nhiên liệu, điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Chúng ta nguy cơ phải đối mặt với một thảm họa thứ phát, có thể ảnh hưởng tới nhiều người hơn cả thảm họa ban đầu. Trong khi đó, tại vùng Tây Bắc Syria, vốn không nhận được nhiều viện trợ của cộng đồng quốc tế, cũng rơi vào thảm họa tương tự, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Bệnh viện trong tình trạng quá tải, thiếu thiết bị y tế, thuốc men, tình trạng vệ sinh không được đảm bảo. Các y bác sĩ đang vật lộn để tránh lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, nguy cơ bùng phát dịch tả ở khu vực này ngày một tăng. Vấn đề không còn ở việc thiếu thức ăn hay lều trại nữa. Họ cần được quan tâm nhiều hơn. Hơn nữa, nguy cơ dịch tả cũng đang đe dọa cuộc sống của họ. Người dân ở đây có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm do tình trạng quá đông đúc, thiếu nước sạch và vệ sinh kém. Chúng tôi đã ghi nhận những đợt bùng phát dịch tả và sởi trước đây. Do đó, chúng tôi đang nỗ lực để tăng cường kiểm soát các bệnh truyền nhiễm. Tổng thống Syria Assad đã đồng ý mở hai cửa khẩu biên giới bổ sung vào miền Bắc Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy nhanh dòng cứu trợ nhân đạo. Nhưng dòng viện trợ vẫn nhỏ giọt, chưa đủ với hàng nghìn người sống sót sau trận động đất. Trong lúc này, những người sống sót không chỉ lo dịch bệnh mà còn phải đối mặt với khủng hoảng về thực phẩm. Với tiết trời lạnh, càng khiến điều kiện sinh hoạt thêm khắc nghiệt.